Phi Nhung phẫn nộ tột độ khi bị bà Phương Hằng tung đoạn ghi âm hé lộ mối quan hệ với Hoài Linh. Mới đây, bà Phương Hằng tiếp tục gây náo loạn showbiz khi livestream bàn luận một số nghệ sĩ Việt. Ngoài những nhân vật bị chỉ đích danh, bà Hằng còn nhắc tới một nhân vật ẩn danh, Phi Phi Cô Nương. Theo lời bà Hằng, Phi Phi Cô Nương là một ca sĩ không phải dạng vừa, đứng sau các băng nhóm hacker để tấn công các trang mạng. Phi Phi thậm chí đứng sau việc tấn công bà trên mạng nhằm bảo vệ nghệ sĩ Hoài Linh. Bên cạnh đó, bà Hằng còn cho biết Phi Phi Cô Nương có dị vãng dơ giấy, dễ gì giấu giếm. Sau nhiều cuộc tình thì Phi Phi hiện thích nữ chứ không thích nam, đóng vai vợ trong mối quan hệ với một người phụ nữ. Vợ đại gia Dũng Lò Vôi cũng tiết lộ một đoạn ghi âm liên quan tới Phi Phi Cô Nương. Người thoại trong pha ghi âm là một nhân vật bí ẩn, công khai góc khuất đời tư của Phi Phi. Thế là đang yên đang lành, ca sĩ Phi Nhung liên tục bị xéo gọi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội và tung loạt thông tin tiêu cực liên quan đến đời tư. Không để sự việc đi xa hơn, Phi Nhung đã đích thân nhắc tên đại gia Phương Hằng và làm rõ bốn chuyện đang gây xôn xao khắp nơi. Trong tâm thư lên tiếng giải thích với cộng đồng mạng, Phi Nhung cho biết do sự việc này đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống nên nữ ca sĩ phải giải thích. Nói về cách gọi Phi Phi cô nương, Phi Nhung bức xúc. Cái tên Phi Phi nào đó mà mọi người nhắc đến cũng không phải mình thì lại càng không được phép nhắc đến. Nhưng Phi Nhung thương người hâm mộ của mình, họ hoang mang về những thông tin đang lan truyền trên mạng và lo rằng hình như họ đang nhắc đến cô Nhung. Hỏi thì họ bảo, mọi người đồn đoán thế. Vâng, tất cả chỉ là đồn đoán, miệng đời đồn thì ác lắm. Suy nghĩ rất nhiều, Phi Nhung quyết định nói ra những điều này vì người hâm mộ của mình. Trong tâm thư này, Phi Nhung cũng tiết lộ tâm trạng hiện tại và làm rõ mối quan hệ với nghệ sĩ Hoài Linh. Đại gia Phương Hằng giữa loạt biến căng. Phi Nhung bất ngờ khi bị chị Hằng gọi tên và không quên gửi lời trấn an khán giả. Tuy nhiên, gần một tiếng sau status này, Phi Nhung đã viết tâm thư để lên tiếng giải thích mọi lời đồn trong thời gian gần đây. Cách đây ít hôm, bà Phương Hằng cho biết đang nắm giữ một đoạn ghi âm của người thân cận tố Phi Nhung bỏ chồng, giao con cho chồng nuôi và lên mạng khẳng định chính mình nuôi con. Trước sự việc này, nữ ca sĩ khẳng định luôn sống tử tế, luôn ngẩng cao đầu nên không quan tâm những thông tin thất thiệt kia mà chỉ muốn ba mặt một lời. Cách giải quyết của Phi Nhung là chỉ tin những gì có thể đối chất trực tiếp. Nếu cuộc điện đàm đó đang nói về Phi Nhung, Nhung đề nghị ba mặt một lời với bằng chứng cụ thể. Bị anti-fan tung tin chăm sóc các con nuôi để trục lợi cá nhân, Phi Nhung vô cùng tức giận và đáp trả cực gắt. Điều Nhung lo ngại là người cùng Nhung thực hiện công việc thiện nguyện, những nhà hảo tâm đóng góp, những sư cô giúp Nhung chăm sóc các con có những lăng tăng về những việc mình làm. Đến nay, những người trong cuộc còn chưa lên tiếng thì lý do gì để Phi Nhung phải trình bày, giải thích về việc của mình? Giữa lúc trên các diễn đàn mạng xã hội đang tung lời đồn thổi cho rằng Phi Nhung từng không chăm sóc và để con ở Mỹ cho chồng cũ, nữ ca sĩ cũng lên tiếng giải thích. Vốn là người kín đáo trong chuyện đời tư suốt nhiều năm qua, Phi Nhung chỉ thổ lộ ngắn gọn. Ai cũng có cuộc sống riêng cần được tôn trọng, đó là cuộc sống văn minh và tri thức. Thế nên Phi Nhung càng không có lý do để giải bày với mọi người về cuộc sống của mình. Còn trường hợp mọi người cần biết quá, tò mò quá, thì con gái Phi Nhung còn đây. Phi Nhung cũng đang sống đây. Lời của người trong cuộc chẳng lẽ không đáng tin bằng những đồn thổi. Phi Nhung còn cảm thấy nực cười khi bị cho là trùm cuối trong liên hoàn lùm xùm trong showbiz gần đây. Nữ ca sĩ lần đầu lên tiếng làm rõ mối quan hệ với nghệ sĩ Hoài Linh giữa lúc đàn anh gặp sóng gió. Phi Nhung thấy nực cười, cuộc đời này làm việc của bản thân còn không đủ giờ. Phi Nhung làm chuyện đó để làm gì? Mối quan hệ của Phi Nhung và anh Hoài Linh không thể nói bằng lời, nhưng điều đó cũng không chứng minh cho việc Phi Nhung phải làm những việc nằm ngoài khả năng của mình. Phi Nhung tôn trọng anh Linh và khẳng định không liên quan gì đến câu chuyện hiện tại của anh Linh, cũng như không thù oán hay ghét chị Hằng. Phi Nhung cho biết, mình vốn không định lên tiếng vì chưa ai nhắc thẳng tên. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không muốn fan hâm mộ thất vọng, ngờ vực nên phải nói rõ.